Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Pháp thêm nhận định viêm phổi Vũ Hán chính là do con người chế tạo ra. Cuộc tranh luận về nguồn gốc của viêm phổi Vũ Hán ngày càng trở nên nóng bỏng khi một nhà khoa học của Pháp giải Nobel Y học năm 2008, giáo sư Montagu cho rằng siêu vi khuẩn virus chủng mới tên khoa học là SARS-CoV-2 là do con người chế tạo ra và trong đó có thành phần gen của virus HIV-AIDS. Giáo sư Montagu, một trong ba nhà khoa học tìm ra siêu virus HIV, lý giải như sau. SARS-CoV-2 phải do một chuyên gia cừ khôi về sinh hóa phân tử chế tạo ra. Đây là hình ảnh giáo sư Montagu, người được giải Nobel Y học nhờ tìm ra siêu vi khuẩn virus HIV. Nhà khoa học người Pháp khẳng định phải giỏi lắm mới có thể cấy ghép một đoạn gen của HIV. Giả thuyết này được giáo sư Montagu đưa ra lần đầu tiên trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên trang web chuyên về y học PostDoctor vào ngày 16 tháng 4 và sau đó là trong một buổi trả lời trên kênh truyền hình Pháp CNews. Theo giáo sư Montagu, ông và đồng sự của mình là một nhà toán học đã nghiên cứu các đoạn gen được giải mã của virus SARS-CoV-2 và phát hiện trong đó có một đoạn gen mã hóa thông tin ARN của virus HIV. Do đó, giáo sư này cho rằng virus SARS-CoV-2 không phải có nguồn gốc từ tự nhiên và cũng không xuất phát ban đầu từ chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán như thông tin mà nhà cầm quyền Trung Quốc đưa ra. Và giả thiết đã được giáo sư Montagu đưa ra là các nhà khoa học phân tử và phòng thí nghiệm Vũ Hán đã cấy đoạn gen của virus HIV vào virus corona với mục đích mà theo ông là có thể tạo ra một loại vaccine ngăn ngừa bệnh AIDS và do một sự cố công nghiệp virus này đã bị phát tán ra ngoài. Cũng theo giáo sư Montagu, 88 tuổi, là một nhà virus học nổi tiếng của người Pháp, nhiều năm là lãnh đạo của Viện Pasteur Paris và từng giành giải thưởng Nobel của y học vào năm 2008 nhờ khám phá về virus HIV gây ra bệnh AIDS và ông tiến hành từ những năm 80 cùng đồng sự là Francois Barre. Và giả thiết của giáo sư Montagu về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 đang được lan truyền rộng rãi trong dư luận các nước phương Tây và nhận được những phản ứng trái chiều. Và ngay cả ông Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay cũng đặt nghi vấn là loại virus này đã bị phát tán từ phòng thí nghiệm ra. Đây là hình ảnh Viện Pasteur nằm ở quận 15 thủ đô Paris. Nhà nghiên cứu virus của Viện Pasteur Paris, Laurent, đã tuyên bố trên hãng thông tấn Pháp AFP rằng giả thiết này không có chút ý nghĩa nào vì những đoạn gen mà giáo sư Montagu nói đến chỉ là các chi tiết nhỏ được tìm thấy ở các loại virus khác cùng họ với virus SARS-CoV-2, tức là các virus corona tự nhiên. Đó chỉ là các mẫu gen giống như hàng loạt các đoạn gen trong vật chất di truyền của vi khuẩn, virus và cây cối. Ông Simon Laure đã nhận định nó giống như việc có một chữ trong quyển sách này giống một chữ trong quyển sách khác. Liệu khi đó có thể nói sách này sao chép của sách kia hay không? Đúng là vô cùng lệch lạc. Vị giáo sư này cũng nói như vậy. Và ông Christian Bajo, chuyên gia nghiên cứu di truyền học tại Đại học Úc, bác bỏ chuyên gia giả thuyết của đồng nghiệp Montagu như sau. Theo trích dẫn của tờ báo Le Monde vào ngày 17 tháng 4 năm 2020, siêu virus, virus corona chủng mới và HIV có quá ít điểm tương đồng nên khó có thể kết luận có chuyện đổi gen, theo nghĩa là do người cố ý chế tạo ra. Và trong các bài báo phỏng vấn, giáo sư Montagu cũng nhắc đến một chi tiết là một nhóm nghiên cứu Ấn Độ đã giải mã bộ gen hoàn chỉnh của virus SARS-CoV-2, trong đó có đoạn gen của virus HIV nhưng không thể công bố do bị sức ép. Nhưng giáo sư Montagu không nói đích danh đó là nhóm nghiên cứu nào. Đây là hình ảnh chụp bài báo trên Global Times, trong đó bác sĩ Peng, trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện của trường đại học Trung Nam ở Vũ Hán, mô tả các tác động của virus SARS-CoV-2 lên cơ thể con người bệnh như là kết hợp giữa bệnh SARS-2003 và bệnh AIDS. Mục những người giải mã chuyên chống tin giả của báo Le Monde của Pháp đã có bài phân tích về thông tin này. Theo đó, một nhóm nghiên cứu đến từ hai trường đại học lớn ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã xuất bản một bài trên trang BioVis đề cập đến sự giống nhau kỳ lạ, rất khó ngẫu nhiên trong các đoạn amino acid trong protein của virus corona COVID-2 với virus HIV-1
thủ phạm chính gây bệnh AIDS. Nhưng bài báo đó sớm đã bị nhóm tác giả tháo dỡ khi giới khoa học phản biện rằng các đoạn amino acid đó là quá bình thường ở nhiều loại virus. Trang BioSys sau đó cũng đã phải đăng thông báo rằng tất cả các bài nghiên cứu đăng trên trang chưa được thẩm định và đây chỉ là báo cáo sơ lược, chưa phải kết luận, cũng không được xem như thông tin đã kiểm chứng. Thực ra, với nguồn gốc của tác giả giả thiết cho rằng virus SARS-CoV-2 là sản phẩm được tái tạo từ virus corona và virus HIV, lại được nói nhiều vì một bài phỏng vấn một bác sĩ của Bệnh viện Trường Đại học Trung Nam ở Vũ Hán hôm 29 tháng 2 vừa qua. Khi đó, trả lời tờ báo Global Times, bác sĩ Peng, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, mô tả tác động của virus SARS-CoV-2 lên cơ thể con người bệnh giống như kết hợp giữa bệnh SARS-2003 và bệnh AIDS vì nhìn từ khía cạnh bệnh lý thì có viêm phổi giống SARS, có giảm tỷ lệ miễn dịch giống AIDS, tuy nhiên giảm bạch cầu. Nhưng đây chỉ là đơn thuần là nói về triệu chứng bệnh. Chi tiết này được tạp chí y học The Lancet đã khẳng định khi cho thấy 85% bệnh nhân COVID-19 trong các khoa hồi cấp cấp cứu ở Vũ Hán bị suy giảm bạch cầu. Về phía Pháp, nước này đã bác bỏ nghi ngờ virus gây nhiễm viêm phổi Vũ Hán đã thoát ra từ phòng thí nghiệm do Pháp cung cấp cho Trung Quốc trước đó. Đây là hình ảnh, ảnh chụp bên trong phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán ngày 23 tháng 2 năm 2017. Đây là phòng thí nghiệm do Pháp cung cấp cho Trung Quốc. Cũng theo hãng tin Le Monde và Reuters, một nguồn tin từ điện Elysee khẳng định Pháp không có yếu tố cụ thể cho phép nghi ngờ có quan hệ thân nhân quả giữa phòng thí nghiệm P4 tại Vũ Hán và siêu virus SARS-CoV-2 đang gây thảm họa y tế toàn cầu với hàng trăm ngàn người chết và hàng triệu người bị nhiễm. Và P4 là mức độ an toàn cao nhất của loại phòng thí nghiệm và nghiên cứu siêu vi. Phòng thí nghiệm P4 do Pháp cung cấp cho Trung Quốc và đặt tại Vũ Hán theo một thỏa thuận vào năm 2004, một năm sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán, dịch viêm phổi cấp SARS cũng xuất phát từ Hoa Lục, lan ra 29 nước, lây bệnh cho 8.000 người và làm 700 nạn nhân tử vong. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như một số hãng truyền thông của Mỹ đã lan truyền các tin đồn đoán rằng virus SARS-CoV-2 là vũ khí của Trung Quốc lọt ra từ một phòng thí nghiệm cấp P4 ở Vũ Hán và đe dọa sẽ tiến hành điều tra. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là khi thế giới kiềm tỏa được virus corona thì quan hệ giữa Pháp nói riêng và phương Tây nói chung với Bắc Kinh sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới. Đây là hình ảnh Tổng thống Pháp Macron trong chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 4 tháng 11 năm 2019. Trả lời phỏng vấn của đài AFP tiếng Việt, nhà Trung Quốc học Stefan giảng dạy tại trường Y khoa Chính trị Lyon cho biết như sau. Tôi không mấy lạc quan về mối quan hệ giữa Paris với Bắc Kinh trong tương lai. Trung Quốc là một yếu tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp. Có điều, khi cần lên tiếng thì Paris thường nấp dưới bóng của Liên hiệp châu Âu. Trung Quốc là một thách thức trong giai đoạn hậu COVID-19. Điều quan trọng là ngay từ bây giờ chúng ta phải xác định về mối quan hệ trong tương lai với Bắc Kinh, tức là phải đòi Trung Quốc phải đối diện, đối mặt với quá khứ, phải giải thích về những gì đã xảy ra trong những tháng vừa qua từ khi virus corona bùng phát, về những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng về y tế tại quốc gia này và cách Bắc Kinh giải quyết dịch bệnh. Quốc tế cũng cần xác định được rằng liệu có bị Trung Quốc lừa dối hay không và phương Tây cần phải làm những gì để có một mối quan hệ lành mạnh hơn, ổn định hơn và bền vững hơn với Trung Quốc, với quốc gia này. Và về bang giao giữa Pháp với Trung Quốc, vị giáo sư này cũng nhận định như sau. Tôi thực sự lo ngại về quyết tâm, về khả năng thực sự của Pháp khi cần nói với Trung Quốc những gì cần thiết. Đó là Bắc Kinh phải ngưng du ngủ chúng ta, ngưng xem Paris như một đối tác thuộc hàng thứ yếu chỉ để mua hàng giá rẻ từ Trung Quốc. Bắc Kinh cần hiểu rằng đã đến lúc phải tôn trọng nước Pháp, tôn trọng nếp sống của một đất nước dân chủ. Pháp cần nhắc nhở để Bắc Kinh không thể can thiệp vào công việc nội bộ của Pháp. Đây là một việc nguyên tắc hàng đầu luôn được ngành ngoại giao Trung Quốc nhắc đến. Điều đó có nghĩa là Bắc Kinh không được chi phối các quyết định của Paris về biển Hoa Đông, biển Đông hoặc về châu Phi hay cho các chương trình hợp tác quốc tế. Cũng không có lý do gì để Trung Quốc áp đặt hành trình của các chuyến bay từ Pháp tới Đài Loan hay bắt các hãng hàng không quốc tế, trong đó có Pháp, phải gọi Đài Bắc là Đài Bắc Trung Hoa. Và tất cả những yếu tố đó thuộc về chủ quyền của nước Pháp, không một ai được phép can thiệp. Ông nói như vậy. Vậy Paris có thể làm được những gì để giữ khoảng cách với Bắc Kinh cả về mặt ngoại giao lẫn kinh tế khi biết rằng hiện nay Trung Quốc là nguồn cung cấp khẩu trang cần thiết
nhất trong cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán? Một câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh Thủ tướng Pháp Bernard đã đến thăm phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán nhân chuyến thăm Trung Quốc vào hồi tháng 2 năm 2017. Giáo sư người Pháp cho rằng, trong những điều kiện bình thường, đúng là không dễ để tách rời khỏi Trung Quốc bởi có rất nhiều thỏa thuận ràng buộc đôi bên, và hơn thế nữa, về mặt Pháp, về mặt lý tưởng, Pháp vốn có lập trường thân hoa lục. Có điều, với 5 tháng, Pháp đã mở cửa cho cáo vào nhà, và giờ đây đã đến lúc chúng ta phải thận trọng hơn với Trung Quốc. Covid-19 đang làm thay đổi tình thế. Bắc Kinh đã nỗ lực tuyên truyền để mọi người quên rằng virus corona xuất phát từ Vũ Hán. Và chúng ta thấy là chiến dịch tuyên truyền đó không có hiệu quả. Và quốc tế cần nắm lấy thời khắc lịch sử này để cân bằng lại giao bang với Trung Quốc. Cái may mắn của chúng ta ở đây là ngay cả đến giờ phút này Bắc Kinh vẫn muốn lừa gạt thiên hạ. Tôi muốn nói đến hình ảnh của những lô hàng kém chất lượng Trung Quốc bán cho châu Âu trong lúc châu Âu đang phải giáo giết đối mặt với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và trong khi đó, Đài Loan hay Hàn Quốc cũng là những nhà cung cấp khẩu trang và thiết bị y tế có uy tín. Tôi cho rằng COVID-19 là một điểm khởi đầu mới, đem lại một tầm nhìn mới về quan hệ quốc tế. Vị giáo sư cùng bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc đòi Trung Quốc phải bồi thường về những thiệt hại của virus corona gây ra. Ông giải thích như sau. Đành rằng cuộc khủng hoảng đã xuất phát từ Trung Quốc, nhưng đừng quên rằng người dân Trung Quốc cũng trả giá rất đắt. Cho dù chúng ta đều biết rằng số người thiệt mạng thật sự cao hơn các báo cáo chính thức của Bắc Kinh rất nhiều lần. Và bất luận số người chết là bao nhiêu tại Trung Quốc, dân Trung Quốc cũng là những nạn nhân đầu tiên của virus corona. Thứ nữa, kiện cáo hay đòi Trung Quốc đòi bồi thường về tài chính là điều vô ích, bởi thứ nhất là kinh tế của Trung Quốc và thế giới lệ thuộc vào lẫn nhau. Thứ hai là không có một định chế pháp lý quốc tế nào có thẩm quyền để đòi phạt Trung Quốc cả. Lao vào tranh cãi đó là đi vào lầm đường, và cũng đừng quên rằng Trung Quốc có tính thù dai và cho đến nay Bắc Kinh chưa từng bỏ qua quá khứ. Trong khi đó, những nước cựu thù như Pháp với Việt Nam hay Việt Nam với Mỹ đã sang trang quá khứ để hợp tác vì một tương lai chung. Và dồn Bắc Kinh vào chân đường chẳng làm được gì. Ông nói như vậy. Và dù siêu virus corona có thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không, thì Trung Quốc vẫn là một tác nhân để đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra thảm họa toàn cầu vì đã bưng bít thông tin, che giấu sự thật khi dịch bệnh khởi phát, không cung cấp số liệu chuẩn xác để thế giới nhận định đúng tình hình và đưa ra phương án đối phó phù hợp. Và dù không thể hay không nên kiện và bắt Trung Quốc bồi thường thiệt hại mà đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã gây ra cho toàn thế giới, thì Trung Quốc cũng đang và sẽ phải gánh đủ những phản ứng của các nước trong quan hệ với Trung Quốc. Và mọi trao đổi về kinh tế, kỹ thuật hay chính trị, ngoại giao với Trung Quốc sẽ được chính phủ các nước đánh giá, nhìn nhận và đưa ra những quyết định thay đổi sau khi đại dịch được kiềm chế. Thế giới hậu đại dịch sẽ chứng kiến những thay đổi lớn lao trong cách hành xử với Trung Quốc. Và ngay cả Việt Nam, dù có hơi muộn, nhưng cũng bắt đầu nhận ra điều đó. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2020, với bản tin Pháp thêm nhận định viêm phổi Vũ Hán chính là do con người tạo ra. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de